Cửa hàng Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các quý vị và anh em nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8. Vâng, và nối tiếp là lô cực kỳ thành công của cái lô chữ A đợt trước em mới đăng lên. Thì hôm nay em xin tiếp tục lên sóng và review cho anh em thêm một lô máy cơ xích hàng Nhật Bản nội địa anh em nha. Và lô này là lô chữ B, từ B1 cho tới B10. Hôm nay tổng cộng gồm có là 10 cây máy cơ xích anh em nha. Và có 9 cây là hàng máy cưa Nhật bãi, là từ B2 cho tới B10 kia. Và con B1 này là duy nhất là một con hàng máy mới, để cho nhu cầu anh em nào mà sử dụng về kinh phí thấp này, hoặc là kinh tế hạn hẹp, một chiếc máy cưa mà về sử dụng gia đình, công suất lớn lớn một tí xíu mà giá thì cực kỳ học sinh sinh viên luôn. Thì hôm nay xin giới thiệu cho anh em con B1 nhá. Đấy là con duy nhất trong lô ngày hôm nay, là con em chèn trong lô ngày hôm nay đấy ạ, là con máy mới. Còn từ B2 cho tới B10 kia là toàn bộ là hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và cam kết cho anh em là chuẩn zin đét đẹp cho anh em luôn. Anh em không cần phải lăn tăn về độ zin hay là độ lô nòng máy móc lô mà pha tạp gì cả. Cửa hàng chúng em thì không bán những hàng đấy. Và cửa hàng chúng em thì chuyên tuyển lựa những hàng máy cưa hàng Nhật bãi nội địa, chỉ qua sử dụng một đời chủ. Đấy, và nhập trực tiếp từ bên Nhật trở về. Đấy, đánh dấu ký tự là lô chữ B này. Đỡ nói nhiều, nói dai thành nói dại. Thì em xin giới thiệu cho anh em là lô chữ B nhá. Và có đánh dấu ký tự này, để cho anh em khi đặt hàng ấy, anh em không biết con máy nào hoặc là không biết tên con máy nào ấy, thì anh em chỉ cần báo cho em là anh muốn chốt con, anh muốn mua con B1, B2 hoặc là con B3 chẳng hạn, thì anh em liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Hoặc anh em có thể sử dụng Zalo, là số điện thoại cửa hàng chúng em để trên màn hình luôn, kết bạn Zalo để nhắn tin đặt hàng ở trên Zalo cũng được. Và giá này nhá, anh em nhiều khi anh em nên xem kỹ video. Đấy, thì em sẽ nói chi tiết, chứ tránh tình trạng mà anh em mà không xem video thì hỏi nó rất là mất công và em khó trả lời. Xem trực tiếp trên hình ảnh này thì nó sẽ dễ dàng hơn anh em nhé. Và anh em hay nói là không thấy đề giá đâu, thì giá đây anh em nha. Đấy, em đánh dấu cái số này không ạ. Đây, 1,650, đây là giá tiền anh em nhé. Giá tiền, và giá đó thì đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em rồi. Là một và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy, đấy là ba bộ phụ kiện đi kèm theo, và hoàn toàn miễn phí vận chuyển tới tận nhà cho anh em luôn. Đấy, hàng tới anh em chỉ thanh toán đúng số tiền mà em nói ở trên video ngày hôm nay thôi. Đấy, giá mà em đánh dấu trên này nhá, 1,650 này, 1,950 này, 2,1 này, 2,150 này. Đấy, đấy em đánh dấu hết đấy ạ. Đấy là giá tiền của cây máy. Rồi, và bây giờ thì qua cây đầu tiên, cây B1 này. Rồi. Vâng, cây B1 là một con máy cưa hàng CS6910. Con này là dòng máy mới nhá, như đầu video em đã nói rồi. Đấy, con này thì về cho anh em nhu cầu sử dụng kinh phí thấp, thì anh em sử dụng hàng này thì bao hàng ngon lành cho anh em, giá vừa với túi tiền và chất lượng cho anh em nhá. Đấy, và con này thì nó được tích hợp là trục giật trợ lực này. Không biết là anh em thì có khó nghe quá không, kiểu bên hàng xóm thì nó đang nổ cái máy nổ thì rất là ồn ào. Đấy, thì anh em thông cảm giúp đỡ giúp cửa hàng chúng em anh em nha. Con này thì lam dài mặt cắt là 50cm, xích sử dụng đó là xài xích xích lớn, xích 72 luôn anh em nha. Lam mới, xích mới, đó là hàng máy mới luôn, đập thùng ra luôn anh em nhá. Hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này. Con này thì công suất của nó lên đến 52cc, là cắt được tất cả các loại gỗ trong sử dụng trong gia đình nhà mình rồi anh em nhá. Gỗ nào cũng có thể cắt được luôn, từ gỗ lớn cho tới gỗ nhỏ. Đấy, anh em sử dụng con này thì không cần phải lăn tăn về loại gỗ to có cắt được không, gỗ nhỏ có cắt được không. Gỗ nào cũng có thể cắt được nhá, đối với con này. Đấy, nó công suất lên đến 52cc mà nòng của nó lên đến 45 ly. Và con này là to nhất trong lô máy cơ xích hàng Nhật bãi này rồi anh em nha. Đấy, to nhất trong lô máy cơ xích rồi, lam dài lên đến 50cm. Phần mặt cắt là 50cm, còn tổng thể cây lam là dài 55cm anh em. Lốc là lốc hợp kim nhôm này. Đấy, rồi giật test nổ cho anh em, và siêu hạt rẻ luôn. Nói chung ấy, những cái hàng máy cưa hạt rẻ ấy, thì nó có những con máy xài được và không xài được. Đấy, con xài máy xài đều và không xài đều. Và nhưng mà con này thì em bán cực kỳ nhiều, và người ta khách hàng sử dụng cảm thấy ok. Và em xin giới thiệu cho anh em, để cho anh em nào mà kinh phí thấp thì cần một chiếc máy cưa để anh em sử dụng trải nghiệm anh em nhá.
Dạ vâng, kế tiếp là con B2. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.950.000. Con này là dòng đến thương hiệu Tanaka, hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Đây, Made in Japan này anh em. Đấy. Và con này công suất của nó lên đến 33cc. Nói chung là về để phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình, cắt gỗ từ đường kính khoảng tầm 15 đến 20cm đổ lại. Đấy là đường kính khúc gỗ anh em nhé. Và lam con này dài mặt cắt là 35cm. Xích của nó là xài sử dụng là xài xích chung 91, xích cùng chung với sản phẩm của máy cơ điện em. Mua bán trên thị trường thì rất là dễ dàng và thuận tiện luôn. Và con núm bơm xăng phụ này để giúp lên xăng rất cực kỳ dễ dàng luôn. Máy móc chuẩn zin đét đẹt luôn anh em nha. Thương hiệu Tanaka này thì rất là nhiều các bác tin tưởng và lựa chọn. Bởi vì cái thứ nhất là dễ dàng sửa chữa, cũng như là dễ dàng thay thế linh kiện. Nhưng mà công suất của nó thì phù hợp cho anh em về cắt gỗ, gọi như là cắt đường kính khúc gỗ bằng cái phích nước, hoặc là bằng bắp đùi bắp chân, hoặc là đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại đấy ạ. Thì con này thì có thể cắt được thôi. Chứ nếu mà to hơn quá, đường kính gỗ khoảng tầm 25-30cm thì con này thì không phù hợp anh em nhé. Anh em nên lựa những con hàng bên trên này nha. Hàng bên trên này thì có thể công suất sẽ to hơn để cho anh em lựa chọn. Và con này thì nó có phần bên dưới này thì nó là đổ để nhớt, để bôi trơn lam xích anh em nhé. Bên trên này là xài xăng pha nhớt này. Đấy, và cái dòng máy cưa này thì nó toàn bộ máy là đều là xài xăng pha nhớt hết anh em nha. Máy móc thì cam kết là chuẩn zin đét đẹt cho anh em luôn. Và con này thì nòng hơi thì cực kỳ chắc chắn luôn anh em nhé. Đây. Cực kỳ cứng ngắc luôn. Đấy, chứng tỏ là nòng của nó thì không hề có tình trạng bị xước đâu anh em ạ. Nòng của nó thì cực kỳ chắc chắn luôn cho anh em về sử dụng. Rồi, và qua con B3 là một con máy cưa đến hiệu Hitachi. Các bác là rất là ưa chuộng về hàng này đúng không ạ? Đấy, hầu như trên lên sóng lô video nào thì em cũng đều lên con này hết. Máy móc thì các bác thoải mái luôn. Hà giá con này là 2.1 triệu. Công suất của nó 30cc. Về cho anh em về phục vụ cho anh em về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại anh em nhé. 20cm đổ lại. Lam dài mặt cắt là được mặt cắt 35 phân anh em nhé. 35 phân mặt cắt. Hai ốc chân lam nha, cực kỳ chắc chắn, vặn trực tiếp bằng khóa 10 luôn. Nói lần đó về đến thương hiệu hàng Nhật thì nó độ bền lắm, nồi đồng cùi đá luôn anh em. Anh em về sử dụng vừa xài vừa vất, không bao giờ có tình trạng mà bể vỡ hay là hỏng vặt đâu ạ. Xích của nó thì xài cực kỳ đẹp luôn nhá. Xích này là quá là đẹp luôn rồi. Đấy, xích green của nó luôn. Xích khá là dày dặn và mặt cắt thì to bảng luôn anh em nhá. Xích này đẹp là tầm 90% đấy anh em. Anh em về sử dụng là thoải mái luôn, không cần phải thay xích mới ngay đâu ạ. Và qua con B4 này là một con máy cưa cực kỳ sáng sủa trong lô ngành máy cưa xích ngày hôm nay luôn. Máy móc thì cực kỳ đẹp nhá, ngoại trừ những cái phần tem thì nó hơi bị xấu một tí xíu thôi, nhưng mà còn tổng thể cây máy thì khá là ok luôn anh em nhá. Giá con này là 2.150.000 B4 anh em nhá. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 này. Và con này thì cả chúng em đã lên cho anh em luôn một sợi xích mới luôn rồi để cho anh em về sử dụng đây ạ.
Đấy. Làm dài mặt cắt. Đó. Mặt cắt 35 phân mặt cắt anh em nhé. Rồi vẫn là nhu cầu cho anh em về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Giá 2.150.000. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là về tiền nào của đấy, anh em nào mà chịu chi một tí xíu thì sẽ có cho mình những con máy mà hàng VIP siêu tầm chất lượng cho anh em. Nhớt nhau thì ra đầy đủ. Và con này thì anh em về sử dụng thì cực kỳ thoải mái luôn rồi. Và phần bên trên này là đổ xăng pha nhớt anh em nhé. Phần bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Đấy. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại thì con này rất là phù hợp để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, cho gia đình nhà mình rồi. Đó. Và tiếp tục qua con B5 là giá cũng như con B4 luôn. Con này thì đến từ thương hiệu Tanaka tiếp 33cc, giá của nó là 2.150.000. Đấy. Xích thì khá là dày dặn và to bản nhá. Xích là nguyên zin của nó luôn đấy ạ. Và lam con này dài mặt cắt cũng là 35cm. 35cm từ phần đầu lam cho tới phần phần máy. Còn tổng thể cây lam là dài 40cm anh em nhá. Có núm con này thì đặc biệt là có núm bên xăng phụ này để cho anh em là tiện lợi dễ dàng lên xăng. Đấy. Máy ốc cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn. Phần ốc này anh em thì ốc 7 màu luôn anh em nha. Đấy, ốc 7 màu luôn nha. Quá đẹp luôn. Giá 2.150.000. Còn B5 công suất 33cc về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Nhào ra làm xích đầy đủ. Và con này phần đổ nhớt là ở bên dưới nhá. Phần xăng pha nhớt là bên trên. Đấy, anh em lưu ý giúp cửa hàng chúng em nếu anh em đặt con này nha, để cho khi mà anh em nhận được hàng thì đổ nhớt với là cũng như là đổ xăng pha nhớt cho nó đúng, chứ không là anh em, nhiều anh em này lúc mà đặt hàng của cửa hàng chúng em lại không được am hiểu mấy, đổ nhầm nhớt vào trong này là chết của hàng chúng em luôn. Đấy. Không bảo hành thì không được, mà bảo hành cái này là cũng không phải lỗi của chúng em, là do các anh em là đổ nhầm, bị đổ nhầm mất. Đấy, mà bảo hành thì lại phải tháo hết ra để xúc rửa thì nó cực kỳ là mất rất nhiều thời gian. Nên anh em lưu ý giúp cửa hàng chúng em nhé. Những con máy mà tình trạng cưa tay dài như thế này thì phần bên trên là xăng pha nhớt này. Đấy, bên trên này là xăng pha nhớt anh em nhé. Bên dưới này là nhớt để bôi trơn lam xích. Đấy, nhớt để bôi trơn lam xích nha. Còn là xăng là phải xài xăng pha nhớt anh em. Dạ vâng, và bây giờ là qua con B6. Đây là những máy cưa mà to to hơn một tí xíu để cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác cũng như là về sử dụng gia đình. Cắt những cho mình, gia đình nhà mình những máy gỗ lớn để cho anh em về phục vụ nhá. Một con máy đến từ Sinai White, hiệu tem hai con rồng này. Anh em ốc 7 màu luôn anh em nhá. Quách slide không?
Máy móc cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn, giá 2.600.000. Công suất của con này là 35cc, hệ thống lốc hợp kim nhôm. Đấy, chịu nhiệt rất là tốt để cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác gia đình này. Thì cái chịu nhiệt của lốc hợp kim nhôm ấy thì nó cực kỳ bền cho anh em luôn. Ok, anh em về có nhu cầu nhá, năng suất của anh em về phục vụ đôi khi phải xài cả ngày luôn, thì anh em sử dụng lốc nhựa ấy thì nó rất là nóng máy và rất là hại máy. Còn lốc hợp kim nhôm này thì nó tản nhiệt và chịu nhiệt được tốt hơn. Thì anh em sử dụng là không cần phải lan tan anh em nha. Lam con này dài mặt cắt là 30cm. Đấy, đây 30mm này, 300mm này là từ đầu này, từ phần đầu lam cho tới phần đầu thân máy là 30cm. Xích của nó là xài sử dụng là xài xích chung 91 anh em nhé. Xích này thì nó là sử dụng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Và giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.600.000. Máy móc thì cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Giới thiệu xin đây qua hiệu tem hai con rồng anh em nhé. Đấy, máy móc thì quá là ok luôn rồi. Đây cho anh em quay xem cái phần dây giật của nó này. Đấy, anh em nhìn phần dây giật không? Quá là đẹp luôn anh em nhé. Đấy. Và cái con máy này thì cái phần nó hơi khác một tí xíu nhá. Phần bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Nhớt anh em có thể đổ nhớt dầu thủy lực cũng được, hoặc là nhớt thải ô tô, nhớt thải xe máy cũng được. Hoặc là nếu anh em về sử dụng nhớt thải ô tô, nhớt thải xe máy anh em nhá, thì em khuyên các anh em thì nên lọc cho nó qua một lần trước. Đấy, lọc qua một lần nha anh em nhá, để cho nó tình trạng mà nhớt nhau nó có thể được đảm bảo. Chứ nếu mà anh em đổ trực tiếp vào luôn thì đôi khi nó sẽ có cặn, và lâu ngày thì nó sẽ làm bị tắc cái bơm nhớt, thì lại phải tháo ra sửa chữa thì nó cũng rất là khó. Nên là khuyên anh em ngay từ đầu thì anh em hãy lọc cho nó qua một lần để anh em đổ vào cho nó chắc ăn anh em nha. Còn bên dưới này là đổ xăng pha nhớt anh em nha. Đây, nó có anh dấu ký tự ở đây luôn, xăng pha nhớt. Giá con này là 2.600.000. Giật chết tủ anh em xem luôn. Nhất nhau máy chạy ra đầy đủ cho anh em luôn anh em nhá. Anh em không phải lăn tan đâu ạ. Giá của nó là 2.600.000. Những con máy mà cửa hàng chúng em đã dọn rồi thì cam kết cho anh em nhớt nhau ra đầy đủ, máy móc nổ ngon lành tới tay tận anh tay anh em luôn. Đấy, anh em hàng tới anh em kiểm tra hàng thoải mái, nhận hàng rồi mới thanh toán anh em nhé. Rồi, và qua con B7 là một con máy cưa Shindaiwa. Con này là Shindaiwa 360 anh em nhé. Shindaiwa 360, giá của nó là 2.800.000. Công suất là 36cc, nòng của nó là 40 ly luôn, cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Cắt gỗ những hàng máy cưa gỗ đường kính khoảng tầm 30-35cm đủ lại thì con này là vô tư luôn anh em. Có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em đây này. Lam dài mặt cắt của nó là 35cm, đầy 350mm này. Đó, xích của nó là xài xích chung 91 nhá. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm máy cưa điện đấy ạ. Mua bán trên thị trường thì cũng rất là nhiều luôn anh em. Cũng như con máy kia, con B6 thôi. Còn bên dưới này là xăng pha nhớt này, bên trên là nhớt để bôi trơn lam xích. Và con này thì nó có hệ thống là lốc của nó là xài lốc hợp kim nhôm để cho anh em về sử dụng tản nhiệt thì cực kỳ tốt và chắc chắn luôn anh em nhé. Đấy, sử dụng thì đôi khi anh em về có nhu cầu mà cần sử dụng cả ngày thì anh em phải nên sử dụng kiếm những con máy là lốc hợp kim nhôm như thế này. Nhưng mà nói về thương hiệu Shindaiwa thì nó làm rất tốt với cái thương hiệu lốc này nhá. Ở khi mà những cái dòng máy cưa mà công suất cũng như thế này, những của con máy khác thì nó đều là sử dụng là lốc nhựa, nhưng mà con này thì nó được trang bị luôn là lốc hợp kim nhôm. Anh em về sử dụng thì các bác ở dưới ngả miền Tây thì có lẽ là về thương hiệu này thì xài cực kỳ thích luôn. Bởi vì cái thứ nhất là nó bền là một này, vòng tua khỏe là hai này, tiết kiệm nhiên liệu là ba. Đấy, nó là ông trùm luôn, ông vua bà chúa về ngả miền Tây. Các bác rất là thích các về thương hiệu này anh em nhà. Shindaiwa 360 này. Đấy, 360. Nóng 40 ly, công suất 36cc anh em nhá. Mm-hmm.
kỳ ngon luôn. Dây dẫn cực kỳ đẹp này, vừa đẹp và vừa sáng luôn. Đó, máy móc phao này thì cực kỳ đẹp luôn cho anh em luôn, là chất lượng anh em nhan, nòng hơi thì không phải lăn tăn. Qua con B8, con máy cưa xin đây qua 353. Đó, các bác thì không có thư xa lạ vì thương hiệu này đấy rồi đúng không ạ? Các bác hỏi em rất là nhiều về thương hiệu xin đây qua 353 thế này, thì hiện tại em về duy nhất được một con nha. Dòng này là dòng đời mới anh em nha, đời mới, bình xăng nhựa này. Đấy, nòng của nó cũng là 40 ly luôn, công suất của nó là 36cc, giá 2.950.000. Rất là phù hợp để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung cũng như là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Đó, con này đời cao có xả áp cho anh em ở phần bên này luôn để giúp anh em giật nổ cái máy có thể nhẹ nhàng. Và hai ốc chân lam trực tiếp bằng khóa 13 nhá, siêu chắc chắn cho anh em luôn. Lam dài mặt cắt 35cm từ phần đây ra tới phần đầu lam xích, còn tổng thể cây lam là dài 40cm. Xích sử dụng con này thì nó xài xích mini anh em nhá. Xích mini, xích nguyên zin của nó luôn đấy ạ. Đấy, mắt xích khá là dày dặn và to bản luôn, cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Về anh em chỉ rũ qua một nước rồi sử dụng vô tư luôn. Lốc sử dụng lốc hợp kim nhôm luôn anh em, lốc hợp kim nhôm luôn, cũng như những con máy khác xin đây qua khác thì sử dụng thì cực kỳ bền bỉ cho anh em luôn anh em nhá. Ôi, qua con B9 này. Đấy, qua con B9 là một con máy cưa đến từ Echo Curit V3007, công suất của nó là 37cc anh em nhé. Nòng 40 ly, có xả áp ở phần này cho anh em, hãy đời cao có xả áp cho anh em luôn anh em nha. Và anh em nào mà đam mê thương hiệu Echo này thì không có xa lạ gì nữa đâu. Hệ V3007 hiện tại bây giờ trên thị trường thì cực kỳ hiếm hàng luôn anh em. Đó, cực kỳ hiếm hàng luôn, hàng về đã khó rồi, những con máy V3007, V3009 này hoặc là V400, V4000 thì cực kỳ khó luôn anh em. Lâu lâu mới có được về hàng thôi, và thường thường về từ tích cảng là danh nhau xé nhau là lấy rồi. Đấy, thì lâu lắm rồi em mới về được một con. Con này giá của nó là 3.100.000 anh em nhá. Lam cực kỳ dài luôn. Đây, lam dài mặt cắt 40cm luôn. Mặt cắt của nó là 40cm, còn tổng thể cây lam là dài 45cm. Và con này là xài sử dụng, nó là xài xích mini này, sợi xích nguyên zin của nó luôn, khá là dày dặn và to bản. Sợi xích này còn khoảng 80% nữa anh em. Máy móc cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn anh em. Đây, hai ốc chân lam nhá, hai ốc chân lam cực kỳ chắc chắn. Các bác nào mà thích hai ốc chân lam đây, đó, về chuyên sử dụng khai thác tầm trung cho anh em luôn rồi. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em luôn này. Phần gang ti của nó thì nó hơi bị thấp một tí xíu và em sẽ chỉnh chọt lại ngon lành cho anh em. Anh em nào mà ưng con này thì báo cho em là con B9 anh em nhá. Đó. Máy móc thì không phải lan tan, cực kỳ chuẩn, zin rất là đẹp cho anh em luôn. Ôi, và con cuối cùng trong lô ngày hôm nay là con B10. Vâng, và cuối cùng trong lô ngày hôm nay anh em nhá. Con B10 này, con này là Echo Curit V400. Công giá của nó là 3.400.000. Và con này thì công suất của nó lên đến 40cc luôn. Nòng của nó là 42 ly anh em nhé. Đấy, 42 ly. Và có xả áp ở phần bên cạnh này cho anh em, để cho giúp anh em giật nổ cây máy có thể thuận tiện và dễ dàng luôn hơn anh em này. Đó, hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 anh em nhé. Và con này thì có thắng xích, khóa xích đầy đủ cho anh em luôn. Có đời cao, còn núm bơm xăng phụ ở đây nữa cho anh em này. Lốc của nó là xài lốc hợp kim nhôm luôn anh em. Đấy, cái dòng xin đây qua thường thường mà tầm 35-36cc thì đã có lớp hợp kim nhôm luôn rồi. Nhưng mà con những cái dòng Echo ấy thì thường thường mà tầm
công suất lên đến 40cc thì mới được trang bị lốc ở kim nhôm anh em nhé. Còn mà nhưng mà dòng 30cc thì đều là lốc nhựa như con B9 kia kìa. Đấy, 37cc thì nó chỉ là lốc nhựa thôi. Còn từ 40cc đổ lên thì mới sử dụng được là lốc hợp kim nhôm. Đấy, dòng Echo còn thương hiệu Shinhwa thì nó được trang bị tất cả đều là lốc hợp kim nhôm. Đa số những con máy của nó. Vậy nên là nó ăn tiền ở cái lốc này đấy ạ. Lốc này anh em về rất là thích xài nha, bởi vì nó chịu nhiệt rất là tốt. Giá 3.400.000, công suất 40cc này, cực kỳ khỏe để anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Con này thì nó công suất của nó thì nó bằng luôn những con máy giờ như kiểu là Estin 023 hoặc là 021 linh tinh đấy ạ. Đấy thì công suất nó ngang ngang như với con những con dòng máy Estin như thế. Lam của nó dài mặt cắt 40cm và xích của nó là xài xích 325 nhá. Xích gần như là xích lớn luôn rồi. Đấy, làm xích nguyên zin nguyên bản của nó luôn. Cần một chiếc máy cưa mà hàng khỏe, hàng chất lượng đó, đến từ hàng Nhật nội địa anh em nhá. Về anh em sử dụng khai thác cắt cái gỗ keo, gỗ tràm thì anh em lựa chọn con này cửa hàng chúng em. V400 mà công suất thì cực kỳ khỏe, 40cc luôn anh em. Giá 3.400.000 mà công suất thì bằng những con máy cưa Estin 023 hoặc là 021 đó. Vâng, và vừa rồi thì cửa hàng chúng em thì đã giật tiếp tục tổng cộng gồm 10 con máy cưa xích rồi. Anh em nào mà đam mê hoặc là ưng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Vâng, và video cũng khá là dài rồi, cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo anh em nha.